Tại Vĩnh Long thì hai ngày qua người dân tại thị xã Bình Minh xôn xao bàn tán vì một con dê hai đầu vừa mới chào đời. Chuyện kỳ lạ này thu hút khá nhiều người hiếu kỳ đến xem. Những hình ảnh về chú dê đặc biệt này cũng được khán giả trung tính có số điện thoại 0939 và số cuối 266 ghi lại và chia sẻ đến chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước đó vào chiều ngày 17 tháng 4, anh Nguyễn Thanh Phú, 36 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thứ Hai, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, ra trường lấy cỏ cho dê ăn thì phát hiện một trong hai dê con vừa đẻ có hai đầu rõ rệt. Được biết, dê mẹ đẻ ra dê con hai đầu này đã hơn 3 năm tuổi và từng đẻ 3 lứa, mỗi lứa đều từ 3 đến 4 con. Tuy nhiên lần sinh này, dê mẹ chỉ đẻ được hai con. Điều kỳ lạ là một trong hai dê con lại có đến hai cái đầu. Theo ghi nhận, chú dê này có hai đầu dính vào nhau từ phần cổ, có bốn mắt, hai mũi, hai miệng rõ rệt, nhưng chỉ có ba lỗ tai. Con dê này có bốn chân bình thường nặng 1,9 kg. Thông tin về con dê hai đầu kỳ lạ tại nhà anh Thanh Phú đã nhanh chóng lan ra và nhiều người dân địa phương hiếu kỳ kéo đến để xem và bàn tán xôn xao, khiến cho nhà anh Phú lúc nào cũng có khách. Hiện thì chú dê này đã khá yếu, di chuyển khó khăn và được anh Phú cho bú sữa bình để dưỡng sức với hy vọng là nó sẽ khỏe mạnh trở lại.